cơ sở đồ gỗ Đồ Tờ Linh Nhơn xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay cơ sở đồ gỗ chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ bàn thờ án gian độc tích ngũ phúc. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn chi tiết của bộ bàn thờ án gian này. Bàn thờ án gian này có kích thước cao 1m17, rộng 97, dài 1m97 và bàn cơm dài 1m27, cao 47, rộng 61. Bàn thờ án gian này có tôi làm khuôn tranh 4 phân rộng, ván mặt 1 phân rưỡi. Vân da báo rất là đẹp các bạn ạ. Hàng của cơ sở đồ gỗ chúng tôi làm 100% bằng gỗ vụn, đảm bảo không rác. Cổ chúng tôi làm 1 phân rưỡi các bạn nhé, rất là dày dặn. Và dạ tiền của chúng tôi làm dày 4 phân. Hàng dạ tiền của chúng tôi là hàng đục tay 100% các bạn nhé, rất đẹp các bạn ạ. Và chúng tôi đã cải tiến thêm một chi tiết nhỏ là đục thêm 4 con rơi ở đầu chân như thế này các bạn ạ. Đồng nhìn rất là đẹp. Chân của chúng tôi làm toàn bộ bằng chân làng hai các bạn nhé. Chân chúng tôi làm quần lá các bạn. Là bàn cơm các bạn ạ. Dạ tiền chúng tôi đục mai điểu rơi ngậm chữ phúc. Dạ của chúng tôi dày 3 phân rưỡi, khuôn mặt 4, ván 1 phân rưỡi các bạn. Hàng gỗ là rất là đẹp màu. Ván rất là dày các bạn. Chúng tôi làm bên trong là 5 sàn. Cái này mà các bạn để hàng lưu đồng lên thì cũng không có vấn đề gì các bạn nhé. Nếu như có bạn nào có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0979876444 hoặc 0987023214. Cũng có thể đến trực tiếp cơ sở đồ thờ đồ gỗ Linh Hương chúng tôi tại cụm khu công nghiệp La Xuyên Vàng, Yên Ninh, Nghi Yên, Nam Định để được tư vấn mọi mẫu mã từ kích thước đến kiểu dáng các bạn nhé. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tiền chi phí vận chuyển cho các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của Đồ Gỗ Đồ Thờ chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.